Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị em đã quay trở lại kênh Úc Mai Vàng Tịnh Biên. Và lời nói đầu tiên em xin chúc quý cô chú anh chị em trên mọi miền đất nước luôn nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Và hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2021. Em có về hai phôi mai sù thành phẩm. Rất là đẹp. À, muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em để chơi Tết nha. Chào anh em ơi. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ cho em những clip vừa qua. Dạ hy vọng clip này anh em ủng hộ em thêm nữa nha. Dạ số điện thoại của em là 0919755533. Em tên Úc. Địa chỉ tòa lạc của em là tại tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Và đây là cây số 1 đầu tiên là cây mai sù, dáng lông lắc lượng, cốt cành sữa chi nhạo từ nhỏ nha anh em. Cái này chủ vườn nuôi 6 năm nha anh em. Cốt cành rất là to, rồi em đo cốt cành cho anh em xem tham khảo nha. Cái này nụ rất là nhiều nha anh em. Cái này bao bông cho anh em nha, bao bông đẹp. Có bông trên đây nha anh em, có bông nở la gai nha anh em. Bao bông anh em từ 5, 6, 7, 9 cánh nha anh em. Bông chùm rất là đẹp. Củ đế rất là đẹp nha anh em, củ đế nở rất là đẹp. Quên em sau dòng tham khảo nha. Cốt cành sữa từ nhỏ nha anh em. Thân là lắc lượng, dáng lông lắc lượng luôn nha anh em. Chi qua nhạo luôn. Cây này bông nụ dữ lắm nha anh em. Bao anh em bông nụ nhiều lắm. Bông đẹp luôn. Củ đế nở nha anh em, bông anh em củ đế nở rất là đẹp. Chi cốt cành chi qua nhạo nha anh em. Anh em xem nha. Tàn tròn dình luôn nha anh em. Trong hình chỉ có 7 thôi, ở ngoài đẹp tới 10 nha anh em. Anh em xem nha. Rồi, em dừng lại nha. Cây rất là đẹp nha anh em. Xù là xù chảy nha anh em. Xù chảy xù bung nha anh em. Đây anh em dòm nha. Thân lắc lượng nè anh em, dòm thắt lắc lượng nha anh em. Có cành to lực luôn. Củ đế quýp huyền quyệp luôn nha anh em. Rồi em đo vành cho anh em tham khảo nha. Rồi em báo giá công khai cho anh em luôn, cho dễ mua. Em đo hai vị trí cho anh em luôn nha. Dạ rồi, hoành thân 46 nha anh em. Dây đế nở cũng khó đo, tính anh em 45 thôi. Cái củ đế em. Củ đế 90 nha anh em. Củ đế 90, em đo có thấp thân là nhiêu em. Thân từ mặt dây lên chi số 1 nhiêu. Chi số 1 này nè em. 47. 47 nha anh em. Thoát thân lên 47. Cái đường kính bầu nhiêu em? 87. Đường kính bầu 87 nha anh em. Em đo giùm anh và cúc chi cho anh em tham khảo em. 19. 19 nha anh em. 20. Dài dài là dài lên nó đều 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 với nhau nha anh em. Rất là đẹp. Cái chiều cao nãy em đo hạo là 2m1 nha anh em. Cái tán ngang là 2m4, 2m5. Tàn tròn dình luôn nha anh em. Cây ngoài rất đẹp, cái này về anh em vô chậu là chơi chơi Tết nha anh em, đón xuân mới nha anh em, xuân 2021 nha anh em. Nụ kính cây luôn anh em ơi. Đây, nụ bông chùm luôn nha anh em, bao anh em luôn nha. Đó. Cây ngoài rất đẹp nha anh em. Dạ rồi, cái mã số 1 này em xin mãn phép giao lưu với anh em, giá 35 triệu, em bao ship đồng bằng sông Cửu Long nha anh em. Cây này phải thuê xe tải chở cho anh em nha. Cây ở ngoài rất là nâng cây nha anh em. Anh em dòm cái đường kính bầu nè, với cái tàn nè, rất là lớn nha anh em. Tại vì cái củ đế này khủng lắm, bứng cái bầu hơi bự nha anh em. Anh em hình dung đi, hoành có 45 mà cái bầu, đường kính bầu gần 90 nha anh em. Tại cây nâng lắm,
cổ cành to lực, phải bướng bầu rất là to anh em, nó tàn cũng khủng nữa. Anh em hình dung nha. Rồi em mời anh em vào cây số 2, mã số 2 cho anh em. Dạ xin mời anh em. Dạ rồi, bước vào cây số 2 là cây mai xù bú nha anh em. Cây này bông ngay Tết nha anh em, xù bú rất là đẹp. Em đang vô chậu Phước Lộc Thọ nha anh em. Chậu này lọt lòng 60. Cây ngoài rất là đẹp nha anh em. Nụ nè, bao anh em nụ luôn, nụ kín cây luôn. Về đón xuân mới nha anh em. Xuân 2021. Cây này quýp quyền quyệp nha anh em. Xù anh em dòm xù nè, xù nó lạ anh ta nha anh em. Xù này như xù chết khóm vậy đó. Đó anh em xem nha. Xù mà nó cộm luôn nha em, xù chảy cộm mà nó nu cục cục nha em. Nào giờ mới thấy cây xù bú như vậy nha em. Cây rất đẹp. Em đâu hoành thử hạo cho anh em tham khảo đi em. Ở đây có một thước đo một nha anh em. Đo chân cục bú luôn đi. Đây, cục bú hoành 53 nha anh em. Cục bú hoành 53. Em đo chiều manh cái chiều cao bao nhiêu. Nãy hào hào nhiêu anh mét mấy đó. Mét hơn mét mốt vậy đó. Chiều cao 1m1 nha anh em, có đá ngang nhiêu em. Hào hào cho anh em tham khảo thôi. 1m1 luôn nha em. Anh em 8.000m1, chiều cao 1m1 luôn. Cây đang nằm chậu lọt lòng 60. Cây rất đẹp anh em. Này cây bông 9-12 cánh nha anh em. Bao anh em bông luôn, bông chùm nha anh em. Cây rất đẹp. Rồi, quen anh em xem một vòng tham khảo nha. Cái củ xù quái lắm anh em ơi. Anh em dởm ngoài y gan trái thơm trái khóm nha anh em. Nó xù mà nó nu cục 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 chứ không phải như xù chảy mấy kia nha. Xù nu mà xù cộm luôn á. Mặt này là xù chảy nè, mặt này là xù chảy. Nó từ từ nó ăn qua đây luôn nha anh em, ăn líp xù qua đây luôn. Đó anh em xem nha. Cái này nói chung là không có cây không có mang thẹo nha anh em. Cái này mà thẹo thẹo cốt cành anh em dòm nè, thẹo cốt cành khoảng hai ngón tay em anh em, hơn hai ngón tay em là clip nha anh em. Cây ngoài rất là đẹp. Rồi, anh em hợp nhãn thì liên hệ với em qua số điện thoại 0919 755 533. Em tên Út anh em, đây cũng là số Zalo và Facebook của em. Dạ em xin mạn phép giao lưu cây mã số 2 này, giá 85 triệu nha anh em. Em bao ship đồng bằng sông Cửu Long nha. Anh em nào hữu duyên thì được sở hữu được cây này rất là hiếm nha anh em. Hàng này cũng đáng cho anh em sưu tầm nha. Nói chung em kêu giá gì anh em hợp nhãn thì cứ liên hệ với em. Tại cây này em cũng rất là mê đó. Tại hết cây bán rồi em đem mấy cây em thích nhất mà em đem ra giao lưu cùng anh em nha. Anh em là học nhãn thì cứ liên hệ với em. Này bao anh em bông nha, bông đẹp nha anh em. Đây. Cốt chi to rất là to. Cốt chi này người ta nuôi cũng 3 năm nha anh em. Cốt chi to lắm. Xù anh em nè, quay cho anh em xem kỹ nha. Xù rất là đẹp nha anh em. Em bấu vô cái cục xù đây. Đây anh em dòm nha. Rất là quái, rất là đẹp nha anh em. Xù đẹp lắm nha anh em. Rồi em đứng dậy đây, em giơ cái tay lên đứng cho anh ta coi. Đó. Cái tán ngang rất là khủng nha anh em. Cái này anh em về để chân trước cửa nhà. Rất là ok. Dạ cuối clip em xin chúc anh em xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhắn cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Để em sưu tầm những cây phô mai đẹp và phục vụ anh em nha.
Dạ 85 triệu là em bao ship đồng bằng sông Cửu Long nha. Và có cái đơn của nó luôn á, nguyên bộ của nó là luôn cái chậu nữa nha anh em. Đó cái đơn của nó đó. Đây cái đơn của nó nghe anh em. Đơn đó là cao 50 55. Đó, cùng bộ luôn nha. Em ship tới tận nhà anh em luôn, 85 triệu. Rồi anh em hợp giá thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nha, em cũng để trên tiêu đề nha. Rồi em xin chào nha anh em.